Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua 387 tấn vàng trong 6 tháng đầu năm. Đây là mức cao kỷ lục kể từ năm 2000 khi hội đồng vàng thế giới bắt đầu ghi nhận dữ liệu. Báo cáo mới của Hội đồng vàng thế giới WJC cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm nay tăng 5% lên 2.460 tấn. Trong số đó, lượng mua của các ngân hàng trung ương nằm ở mức cao kỷ lục là 387 tấn. Nhu cầu vàng miếng và tiền xu là 582 tấn, trong khi tiêu thụ vàng trang sức đạt 951 tấn. Chuyên gia của WJC nói rằng điều này cho thấy thị trường vàng toàn cầu vẫn ổn định việc tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương lớn trên toàn thế giới chủ yếu là do những thay đổi lớn trong tình hình kinh tế và chính trị nói chung, cũng như các cuộc khủng hoảng địa chính trị. Đó cũng là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của họ. Chỉ riêng tại Trung Quốc, nhu cầu vàng miếng và vàng xu đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái lên 115 tấn, chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu toàn cầu. Báo cáo của WJC cũng cho thấy tổng sản lượng khai thác vàng trong nửa đầu năm nay là 1.781 tấn, mức cao kỷ lục.